Cái người mà em gọi đến đầu tiên đấy là chị Hạnh ạ. Bởi vì kiểu trong những cái ngày tập luyện ấy, nhiều lúc em cũng bị áp lực ấy. Nhưng mà chị luôn luôn động viên em rất là âm thầm luôn ạ. Dù là chị ở một cái nơi khác và em ở một nơi khác, nhưng mà chị luôn tạo cho em những cái động lực, tạo cho em những cái niềm tin. Và cái mà lúc lúc lễ nhá, thì em gọi điện cho chị xong em bảo là chị ơi em làm được rồi ạ. Bởi vì em biết chị vẫn bảo với em là một cái chiến binh của chị.